Em ô tô Quốc Hùng xin chào anh chị em và con. Thì hôm nay em tiếp tục view một chiếc xe Toyota dây cho anh chị em và con mình trải nghiệm và xem nha. Đó, chiếc Toyota dây 204 xe bản độ nha. Toyota dây GL nha anh chị em và con. Thì đối với cái dòng xe này thì nó có 3 bảng lận nha. Bảng DX nè. Thì bảng GL ha anh chị em và con. Thì đối với chiếc xe này là bảng GL thì bảng độ nha. Thì còn bảng DX thì là bảng điếu thiếu ha. Đó. Một chiếc xe bảng độ nguyên zin. Chủ xe xài giữ xe rất là kỹ nha. Đó, nhất là xe còn rất là đẹp luôn nha anh chị em bà con. Đó, xe thì nước sơn thì zin còn khoảng 80 cho đến 90% lận. Đó, còn dàn đồng thì không có một mọt nha. Dàn đồng nguyên zin nha anh chị em bà con. Thì đối với chiếc xe này thì cửa hàng sẽ bao anh chị em bà con là mình không bị va chạm cứng đụng nha. Đó, nước sơn còn zin 80 đến 90%. Máy thì còn nguyên zin luôn nha anh chị em bà con. Thì bây giờ em sẽ quay tổng quan cái chiếc xe cho anh chị em bà con mình xem cảm nhận được cái chiếc xe nó như thế nào. Đó, một chiếc xe rất là liền nha. Đó, mình nó rất là liền và rất là ok. Thì cửa hàng của em là nằm tại thị trấn Tân Phú, tỉnh Đồng Nai nha anh chị em bà con. Thì mình từ hướng miền Tây hay là thành phố đi lên á, thì theo lên đến ngã ba Dầu Giây á, mình đi về hướng Đà Lạt, quốc lộ 20 á anh chị em bà con. Mình lên có tầm 60 cây số. Đó, cửa hàng của em thì nằm tại bên tây trái nha. Đó. Thì còn anh chị em bà con mình mà ở trên Đà Lạt đi xuống á, thì qua hết đèo Bảo Lộc có tầm 60 cây số luôn. Đó. Giờ anh chị em bà con mình để ý nhìn bên tay phải của mình. Đó, cửa hàng của em là ô tô Quốc Hùng nha. Nằm tại quốc lộ 20 luôn á anh chị em bà con. Thì anh chị em bà con mình xem mà nhớ đăng ký kênh nha. Nhớ đăng ký kênh để được cập nhật những chiếc xe bên cửa hàng em về. Đó. Thì để em coi, nó hơi mờ một xíu. Cập nhật những chiếc xe bên cửa hàng em về, em sẽ view giờ cho anh chị em mình xem. Thì anh chị em nào mà có nhu cầu mua thì cứ liên hệ trực tiếp với em, hoặc là mình có nhu cầu bán xe hay là có nhu cầu muốn mua những dòng xe, những loại xe khác, thì anh chị em bà con mình cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0978 nha, 548 858. Rồi, hai bên trao đổi với nhau nha. Đó. Nếu mình cần xe gì thì cửa hàng rất là nhiều xe và nhập xe liên tục nha anh chị em bà con. Nên anh chị em bà con mình có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với em ha. Đó, anh chị em bà con mình thấy không, có capo của nó nè, còn rất là đẹp nha. Nhìn cái capo của nó rất là liền nữa ha. Nguyên zin nha, nước sơn còn zin luôn nha anh chị em bà con. Đó. Xe tuyệt đối bao anh chị em bà con mình là không có bị va chạm cứng đụng nha. Máy móc nguyên zin. Xe còn đẹp lắm. Đó, chủ xe xài rất là kỹ và giữ xe rất là kỹ luôn. Đó, có mặt nạ da lăng của nó anh chị em bà con ha. Mười mấy năm rồi mà giữ được rất là đẹp nha, rất là kỹ và còn rất là đẹp luôn ha. Đó. Có logo của thương hiệu Toyota cũng còn rất là đẹp nha. Nó cái này là nguyên bản nha, nhìn theo xe nha anh chị em bà con. Đó. Nhìn rất là đẹp luôn. Đó, bóng đèn thì còn rất là sáng và rất là ok ha. Mua về chỉ sử dụng thôi. Thì đối với chiếc xe này là 79A12059 nha. Đó. Thì cửa hàng sẽ hỗ trợ anh chị em là ký bán và rút hồ sơ về cho anh chị em bà con. Cho nên là mình ở tỉnh nào mua vẫn bình thường nha, không sao hết. Thì đối với chiếc xe này thì đã được ủy quyền lại cho cửa hàng. Đó, vẫn còn một lần ủy quyền nha anh chị em bà con. Đó, anh chị em bà con nào mà mình mua mà mình không muốn ký bán rút hồ sơ, mình chỉ cần ủy quyền xài thì vẫn được nha. Đó, còn anh chị em bà con nào mà muốn ký bán và rút hồ sơ thì cửa hàng sẽ hỗ trợ và ký bán và rút hồ sơ về cho anh chị em bà con ha. Đó, cái gầm của nó nè còn nguyên zin nha, nguyên zin nguyên bản theo xe của nó nha anh chị em bà con. Đó, xe chất lắm. Đó, anh chị em bà con nào mà mình đang cần mua về để phục vụ cho gia đình ha, nhất là các anh các chú,
mình đang cần mua về để đi làm cơ quan nè, giờ đi công trình hay là đi cà phê hay là bất cứ một cái gì thì nó đi rất là sướng nha. Đó, dòng xe Toyota số sàn máy xăng 1.8 thì đi dàn gầm máy móc đồ thì rất là ok, rất là êm nha. Đây, sùng chỉ thì không thiếu một phân nha anh chị em bà con mình. Đó, sùng chỉ không thiếu phân nào hết ha. Đó, xe là đã bao là không cấn đụng lực, nó phải đầy đủ hết ha. Đó, và cái dấu ốc nè còn nguyên nha. Đó, cặp bi cũng còn rất là đẹp nha. Cái tắp lô của nó anh chị em bà con. Đó, tắp lô của nó cũng còn rất là ok và rất là đẹp luôn anh chị em bà con. Đó, tắp lô nó đẹp lắm, còn đẹp lắm nè. Đó, thì đối với chiếc xe này thì chủ xe đã bọc lại da. Đó, bọc một bộ ghế da rất là sạch sẽ. Đó, mình mua về mình không cần phải bọc nữa nha, mình đi nhất nó rất là thoải mái nha. Đó, củ số nó cũng còn rất là đẹp nè anh chị em bà con. Đó, xe chủ xe giữ rất là kỹ và rất là ok. Đó, rồi bây giờ em sẽ tiến hành quay về cửa sau cho anh chị em bà con mình xem ha. Đó, có bàn đạp của nó nè anh chị em bà con ha. Có bể bước đi lên đi xuống đó, còn rất là đẹp nha, không có bị mớp méo ha. Chính tỏ chủ xe đi giữ xe rất là kỹ nha, rất là ok. Đó, cái vỏ xe của nó cũng còn rất là cao luôn ha. Đó, còn cái gầm của nó nè, gầm của nó cũng còn rất là đẹp và rất là đẹp và rất là ok luôn, nguyên zin luôn. Đó, cái sùng chỉ của nó nè, thẳng băng ha. Đó, thẳng nè, thẳng còn sùng chỉ không thiếu phân nào luôn. Rồi, bây giờ anh chị em bà con nào mà mình có nhu cầu muốn mua chiếc xe này thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0978 548 858 nha anh chị em bà con. Đó, số điện thoại Zalo của em nha. Đó, mình có nhu cầu mình thích hay là mình có muốn tư vấn bất cứ xe gì hay là muốn tư vấn về mình bán xe thì anh chị em bà con cứ liên hệ trực tiếp với em và hai bên trao đổi nha. Thì anh chị em bà con mình mà xem á, vô tình mình lướt qua mình xem thấy thì em cũng xin cho em một lượt đăng ký ha. Thương em thì cho em xin một lượt like và chia sẻ nha. Đó, anh chị em bà con mình chia sẻ lên Zalo Facebook của mình á, giờ anh chị bạn bè hay là người thân của anh chị em bà con mình nè có nhu cầu muốn mua xe thì chắc chắn họ sẽ hỏi các bạn nha. Đó, các bạn biết các bạn giới thiệu qua cho em. Đó, dẫn bạn bè người thân của mình lên cửa hàng xem xe. Nếu mà mua xe thành công á thì em sẽ gửi tiền hoa hồng cho anh chị em bà con, là việc tiền điện thoại nè, tiền mình nghỉ đi lại ha. Thì đối với một chiếc xe thì trung bình từ 3 đến 5 triệu nha anh chị em bà con. Rồi bây giờ em sẽ quay cái nội thất, cái sàn sau cho anh chị em bà con mình xem ha. Cái ốc của nó là còn nguyên zin luôn nha anh chị em bà con ha, còn đẹp lắm, bon điện đồ nè, xe thì hoàn toàn không bị va chạm cứng đụng nha. Đó, anh chị em bà con mình cứ chia sẻ đi cho bạn bè hay là ai, bất cứ ai có nhu cầu mua xe thì mình cứ giới thiệu lên, tại vì mình giới thiệu lên cửa hàng mình xem xe, mình chạy thử. Đó, mình phải xem từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, xem kỹ rồi mình mới mua, cho nên là mình không có sợ là bị lầm hay là bị bất cứ gì nha. Đó, mình lên cửa hàng mình mới chạy thử nè, test xe ok mình mới làm việc đến thủ tục giấy tờ nha. Cửa hàng thì luôn nhập những chiếc xe đẹp và không lỗi để bán cho anh chị em bà con mình. Đó, để lấy cái thương hiệu của mình thôi. Dàn lạnh thì có hai dàn nha anh chị em bà con. Đó, ghế thì sạch sẽ rồi, mình mua về sử dụng thôi, không cần phải bọc nha. Đó, đời 2004 thôi nhưng mà xe chủ xe đi xài rất là kỹ và rất là giữ cái xe nha anh chị em bà con. Đó, mấy cái ốc ổ khóa đồ nè còn nguyên zin luôn. Đó, thì đối với chiếc xe này thì cái cam ve nè
có cam dê đầy đủ nha. Rồi bây giờ em sẽ quay bên đó bóng đèn sau của nó nè ha. Cái dòng bạn GL là cái bóng đèn nó sẽ như vậy nha, nhìn nó rất là đẹp nha. Các bạn thấy cái mình của nó không, mình nó rất là thẳng nè ha, rất là thẳng và rất là liền nha. Lý do là tại vì nó là còn nguyên zin nha, xe chưa có sơn mà chưa có sửa nè, không bị va chạm gì hết á, thẳng băng à ha. Cái đường cửa đồ cũng vậy nha anh chị em bà con ha. Đó. Chỉ có tầm trăm mấy triệu thôi, mình có một chiếc xe 7 chỗ đi rất là ok nha, dàn gầm máy móc thì đều ok hết. Đó, xe thì bao các bạn là nguyên zin nha. Đó. Cái bể bước ở trên bên này cũng còn rất là đẹp luôn anh chị em bà con ha, còn rất là ok, rất là đẹp luôn. Đó, đối với chiếc xe này mua về là chỉ có đi thôi, không cần phải làm gì nữa nha. Nó sùng chỉ nè, không thiếu phần nào hết á. Đó. Đó. Cái ốc nè còn nguyên luôn. Đó. Ốc còn nguyên luôn nha, còn đẹp lắm. Cắp bi cho nó nè các bạn, cắp bi còn rất là đẹp nha. Nách cửa đồ nè ha, anh chị em bà con mình thấy không? Đó. Rất là sạch sẽ nha. Đó. Nách còn nguyên zin luôn ha, các bạn thấy không? Không có dấu hiệu mục mọt gì hết nha. Đó, mấy cái này và cái cửa nè, cái cây để chống cửa đi mở lên mở xuống nè ha, không bị chạy nhớt hay là không bị dơ nha. Đó, không bị dơ gì hết nha. Những cái xe mà nó dập rồi mở ra mở vô là nước nhớt nhiều lắm mấy chỗ này. Đó. Mắt nó nách đồ cũng vậy anh chị em bà con ha. Nách nè, ơi nước sơn zin nha, nách đồ nách còn nguyên luôn nè ha. Đó. Nói chung với cái dòng xe Toyota Yaris 2004 thì thị trường rất là nhiều nha anh chị em bà con. Đó. Mà mình quan trọng là chiếc xe thôi. Đó. Đối với một chiếc xe thì nó zin nhưng mà nó xấu thì nó sẽ không có được có giá nha anh chị em bà con. Lý do là nó zin mà nó xấu là chủ xe đi rất là nhiều, chạy rất là nhiều. Cho nên là xe nó mới xấu, nó mới bị chạy chủ hay là bị đủ thứ hết là mình gọi là đã gọi là xấu rồi đó. Còn xe đẹp mà nó mất zin thì các bạn cũng tự hiểu rồi. Xe đẹp thì nó mất zin do chạy nhiều quá thì đem đi sơn lại làm đồng thì đâm ra nó sẽ không còn zin nha. Nhưng mà mới làm xong thì nó phải đẹp ha. Đó. Thì cái đó thì chắc chắn là nó sẽ không còn có giá trị. Còn xe mà nó vừa zin vừa đẹp thì chứng tỏ là chủ xe nó rất là ít đi nha. Cho nên là nó mới giữ được mười mấy năm trời mà giữ được cái chiếc xe còn zin còn đẹp thì chắc chắn là xe nó ít đi, chủ xe giữ xe rất là kỹ nha, nó mới còn nguyên bản như vậy. Đó, cho nên là cái chiếc xe nó sẽ khác với những chiếc xe khác, cho nên là mình không thể nào mà so sánh được những chiếc xe không còn zin và không còn đẹp ha. Đó. Thì đối với chiếc xe này em chào bán, cửa hàng chào bán cho anh chị em bà con mình với một cái giá là 188 triệu nha anh chị em bà con. 188 triệu. Đó, anh chị em bà con nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với em và lên xem xe. Nếu mà ok anh chị em mình thương lượng mà thấy thiện chí, em sẽ có lọc để anh chị em về lấy cái măng may mắn ha. Còn em không có thương lượng qua số điện thoại nha, không có thương lượng qua điện thoại nha anh chị em bà con, nên anh chị em bà con mình thông cảm cho em ha. 188 triệu, xe là bao các anh chị em bà con là nguyên zin toàn tập nha. Thì đối với chiếc xe này đã được ủy quyền qua bên em, bây giờ em sẽ quay cái đăng kiểm cho anh chị em bà con mình xem nè ha. Đó, Toyota Yaris 2004 1781, người ta gọi là 1.8 nha. Đó, còn ngày đăng kiểm là ngày 1 tháng 1 2021, cũng còn xa lắm anh chị em bà con. Đây cà vẹt của nó nha. Đó, 79A12050. Thì cửa hàng sẽ hỗ trợ anh chị em ký giấy bán và rút hồ sơ nha. Mình muốn ủy quyền vẫn còn được nha, tại vì mới ủy quyền tập đầu là cho cửa hàng thôi,
đó anh chị mà còn thấy ha, đó hai vợ chồng chủ xe nè, đã ủy quyền qua bên được ủy quyền U Quốc Thắng nha, là em trai em nha, em thì là U Quốc Hùng ha anh chị em bà con. Cho nên là anh chị em bà con nào mà mình có nhu cầu mua xe này thì em sẽ ký ủy quyền hoặc là ký giấy bán cho anh chị em bà con là giúp hồ sơ thôi, nhất là nhanh gọn lẹ nha, nên mình cứ yên tâm về giấy tờ. Vậy còn anh chị em nào mà mình đã có nhu cầu muốn mua xe hay là mình có nhà ý mình nhìn mình thấy thích thích thì anh chị em đừng có ngại nha, cứ liên hệ trực tiếp với em và trao đổi với em ha, em luôn luôn phục vụ anh chị em bà con mình 24/24 nha. Nói 24/24 chứ chắc không 15 thôi ha, anh chị em bà con thông cảm nha, chắc cả tầm 15 tiếng thôi, còn vài tiếng cho em ngủ nữa. Thôi bây giờ em sẽ vô trong xe, nổ máy, quay cái máy cho anh chị em bà con mình xem nha. Đó, cặp bi đồ nó đẹp lắm. Đó, màn hình LCD, yeah, đồ ok hết. Đó, để cái là nổ nha anh chị em bà con. Đó, xe máy nổ nè, màn hình LCD nè ha. Đó. Đây, bây giờ em sẽ quay sơ ở trong này cho anh chị em bà con mình xem xíu đây. Em tắt nhỏ tiếng ra. Đây. Đó, màn hình cam da có đầy đủ hết nha. Đó. Để mình về cài số về cho anh chị em bà con mình xem. Đó. Cam da có đầy đủ hết ha. Đó, cam da nó nè ha. Dạ. Dạ. Thì bây giờ em sẽ tiến hành quay sơ lược cái đồ che nắng che mưa nè ha. Có đầy đủ hết nha. Còn nguyên luôn. Đó, còn nguyên luôn. Tối quá, nguyên luôn. Đó, gương nhìn về sau nè, có đầy đủ hết nha. Đó, gương chỉnh điện đồ là bình thường hết, sử dụng bình thường hết nha, nên là em chỉ rút ngắn lại cái thời gian để em quay, thì còn điện đồ em bao anh chị em bà con là đầy đủ hết ha, mình lên xem xe nếu mà thiếu một thứ gì là em đền luôn. Đấy, cặp bê rồi đó nè, còn rất là đẹp nha. Đó, dàn lạnh nè, AC nè, mới mở có hai nấc thôi, rất là lạnh nha, gió da rất là lạnh nè anh chị em bà con. Đó. Rất là lạnh luôn. Đó. Rồi bây giờ em sẽ mở capo ra để ra quay nè anh chị em bà con, cái này nè, nó là bản độ nha. Đó, nó có khóa tự động nha. Đó, em quay cho anh chị em bà con mình thấy nữa. Thấy nè. Đó, có khóa tự động ha. Rồi còn cái này là kiến chỉnh điện nha. Thôi, gắn quay cho anh chị em bà con mình xem luôn, cho mình yên tâm đi, có nhu cầu lên xem xe mình cũng yên tâm, có đầy đủ. Tại đôi khi em quay kỹ quá, nó thời gian nó dài quá đó, nên anh chị em bà con mình coi thì nó lâu quá. Rồi bây giờ em sẽ mở capo lên quay cho anh chị em bà con mình xem cái máy nha. Đó, các bạn thấy trên mùi nó rất là đẹp nha, còn rất là ok luôn, nước sơn zin nha anh chị em bà con. Đó, xe toàn là nước sơn zin không à, giảm tốt sơ sơ chỉ có mấy cái cạn đồ chút xíu à, theo em đoán là ở tầm 80-90% nước sơn zin còn á. Cho anh chị em bà con mình xem cùng em xem cái máy nha. Đó, cái đây là cái bình nước nè ha. Đó, cái máy cái nó nè, rất là sạch sẽ nha, rất là sạch sẽ và rất là êm luôn. Đó. Xe là không có đổ hơi nha anh chị bà con. Đó. Cứng quá. Đó. Xe không có đổ hơi đâu. Đó, cái bình nè, bình cũng còn rất là đẹp nha anh chị bà con mình. Đó. Rất là đẹp luôn. Cái bộ e của nó ha. Đó, máy nè, nhìn rất là sạch sẽ nha. Đó. Đó, anh chị em bà con mình thấy cái dòng xe Toyota dây này nè, 2.4 thì máy nhìn nó rất là đơn giản nha ha, cho nên người ta mới gọi là nồi đồng gối đá, cái đồ nó đơn giản á, cho nên là nó rất là ít hư nha. Đó, mình đi hoài đi mãi nó không có hư đâu, xe này nó không có gì điện hư hết. Đó, nồi đồng gối đá chưa, rất là ít khi mà có hư hao này nọ kia lắm. Đó. Anh chị em bà con mình thấy ha, bao nhiêu năm trời tem vẫn còn giữ được nha. Đó.
carbon điện nè, còn nguyên zin nha. Đó, đúng là còn nguyên zin nha. Carbon điện đồ đầy đủ hết nha. Đó, xe là bao anh chị em bà con mình là không có bị va chạm cứng đụng nha. Nó tem, đó tem của nó nè, đầy đủ hết nha. Đây cùng chị rồi nè, nó đầy đủ hết ha. Đó cùng chị ở đây nè, đầy đủ hết nha. Rồi bây giờ em sẽ hạ nó xuống nha anh chị em bà con. Giờ em sẽ quay lại cái mùi cho anh chị em bà con mình xem nha. Đó có mùi nè, nước sơn zin nè, còn rất là đẹp nè, rất là ok luôn. Đó em quay cái gầm cho anh chị em bà con mình xem hả cái ha. Nó đó. Rồi đây. Đó anh chị em bà con mình thấy không, cái gầm đó hoàn toàn không có dấu hiệu mục mọt nha, còn nguyên zin nha, nguyên zin luôn á, còn dơ thôi, chỉ có dơ thôi đó. Đó, không có dấu hiệu mục mọt gì hết nha. Đó. Dạ. Đó cho bà con mình thấy không? Cái gầm đó là còn nguyên zin nha. Không có dấu hiệu mục mọt hay là xét hay là đen gì hết nha. Vỏ thì cái nào cũng mới như cái đó nha. Đó. Đó bạn thấy không? Vỏ chứ là cái nào cũng như cao cao hết á, không có ảnh gì ảnh hưởng gì hết nha. Rồi bây giờ em sẽ quay lại cái dáng xe cho anh chị em bà con mình cảm nhận được thêm một lần nữa nha. À, anh chị em bà con mình xem nhớ đăng ký kênh dùm em nè. Em ô tô Quốc Hùng cũng rất là cảm ơn anh chị em bà con đã từng đăng ký kênh em nè và đã cùng em trải nghiệm những chiếc xe bên cửa hàng em đó. Em rất là biết ơn anh chị em bà con. Đó, anh chị em bà con nào mà mình đã chưa đăng ký thì mình vô tình mình lướt qua, mình thấy em quay xe giới thiệu để phục vụ cho anh chị em bà con mình ở gần xa, thì anh chị em bà con cho em xin một lượt đăng ký, và thương em thì cho em xin một cái like nè để chia sẻ giùm em. Thì em ô tô Quốc Hùng cũng rất là biết ơn anh chị em bà con nha. Tại vì kênh em thì cũng vừa mới làm trong vòng năm nay thôi, thì cũng chưa tiếp cận được bao nhiêu người cả, cho nên là mong anh chị em bà con mình giúp đỡ em và chia sẻ và đăng ký kênh giùm em để cho em có thể cố gắng đi những con đường dài, những con đường ngõ hẹp để kiếm những chiếc xe đẹp về để phục vụ cho anh chị em bà con mình nếu mà ai đang cần sử dụng nha. Rồi bây giờ em ô tô Quốc Hùng em cũng xin rất là cảm ơn anh chị em bà con, thì em cũng xin phép ngừng lại tại đây nha. Ngừng lại tại đây, em hẹn anh chị em bà con view khác em sẽ giới thiệu tiếp tục những chiếc xe đẹp bên cửa hàng em. Đó. Anh chị em bà con nào mà mình có nhu cầu mua xe thì mình cứ liên hệ trực tiếp với em, thì anh chị em bà con đừng có ngại nha, cứ liên hệ trực tiếp với em. Đôi khi mình xem clip này mình không có nhu cầu mua cái dòng xe này, mình đang cần mua cái dòng xe khác, thì anh chị em bà con cứ liên hệ với em, thì hỏi em thì em sẽ tư vấn cho anh chị em bà con mình nha. Đó, em cũng xin cảm ơn anh chị em bà con một lần nữa. Giờ em xin hẹn anh chị em bà con view khác nha. Em xin ngừng lại tại đây.